Dạ, mẹ Ken xin kính chào ông bà cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay mẹ Ken lại vào bếp làm món gâu bạch tuộc sáu thái. Gia vị nêm nếm mẹ Ken sử dụng ở đây là muối ớt tôm, ớt bột Hàn Quốc, nước cốt me, đường, nước mắm. Ở bên đây gao ăn sống là có đậu rồng, xà lách. Tùy ông bà cô chú anh chị các bạn thích ăn rau gì thì mình sử dụng rau đó thôi. Xoài ở đây mẹ Ken sử dụng một miếng xoài, do trái xoài này lớn quá mẹ Ken không có sử dụng hết nguyên trái. Cà chua, khóm, củ sả, ớt. Ớt đây mẹ Ken sử dụng là trái ớt này là để lên màu thôi, chứ ớt này thì nó không có cay lắm, the the thôi. Củ tỏi, hành tím, cái này là lá trúc gấp ngò rí. Bây giờ mẹ Ken sẽ làm nước sốt nha bà cô chú anh chị. Bỏ lên đây ít dầu vô để mình xào tỏi hành á cho nó thơm. Bỏ hết tỏi hành vô mình xào. Bây giờ tỏi với hành thơm mà mình bỏ ớt bột ớt cũng tươi vô. Bỏ nước mắm vô, đường, bỏ muối muối tôm, bạn bỏ tiếp nước cốt me vô, các bạn bỏ tiếp nước cốt tắc vô, rồi mình quậy mình làm cho nó khi nào đợi nó sánh á. Dạ, sau khi các nguyên liệu mình đã sơ chế xong rồi, cái nước sốt thì mình cũng đã nấu để nguội rồi. Bây giờ mình bỏ hết phần bạch tuộc vô đây. Bỏ hết phần xoài, khóm, sả, cà chua vô. Bỏ phần tắc với lá trúc này vô luôn. Mình bỏ hết cái phần củ hành này vô luôn, bỏ luôn cái phần mà gốc nước ngò rí mình đâm á, bỏ hết vô luôn. Bây giờ mình rưới cái phần sốt lên. Bây giờ mình trộn hết cái phần này, trộn đều lên. Cái nước sốt rất là sánh luôn các bạn thấy không? Mình sau khi mình trộn đều á, mình để đây tầm khoảng 15 phút 20 phút vậy cho nó thấm cái gia vị này nè.
rồi mình hãy ăn nha các bạn. Thì mời ông bà cô chú anh chị các bạn ăn bịch tủ xốp Thái này với hai mẹ con Ken nha. Mời mẹ ăn. Con ăn đi. Con ăn bún không? Mẹ ăn. Con ăn thử đi, ăn cái này con ăn được không? Thấm rồi. Được không con? Mẹ ơi, mẹ ăn, mẹ ăn một người ăn ăn miếng như thế này mà. Thế miếng đó ít chai. Bữa nay mẹ làm ít chai để cho con ăn. Cảm bún không? Dạ. Con xin. Cảm ơn mẹ. Ăn được không? Nè ăn một cái. Con cảm ơn mẹ đó. Mấy món này ngon ha, dễ lắm. Nhấp đi không? Nhấp đi. Ngon không? Ngon ăn dữ vậy không? Ngon quá. Nên để mổ mè nè. Ngon quá. Nắm được. Con muốn gì con muốn cụm mẹ hả? Rồi, tay 2, 3 vô. Ngon quá nè. Thấm người luôn á trời. Ngon.
ăn này chị coi là Kem thích ăn. Mà cái này không cay không có ngon. Nếu mà người nào thích ăn cay á, cái gì vì đây là cũng chưa vừa nữa, phải cay hơn mới được đó kìa. Đúng ra là bỏ ớt, bỏ sa tế, mình không có bỏ. Em thích ăn mấy món này ghê thiệt. No no hả? Chứ chưa no. Trời ơi, con ăn nhiều hơn mẹ đó. Mình thấy uống đi nước dừa nữa. Trước khi hết con sẽ ăn gì? Trước khi hết con ăn gì? Chưa muốn kết thúc hả? Thôi ăn dữ vậy con. Không dữ vậy? Không sao nổi. Mẹ em uống còn cay, do xuống. Ăn sao nổi, nè. Quá à. Tính cái cổ chứ.
con coi đúng không? Giờ rồi. Video của hai mẹ con đây tạm dừng ở đây nha các bạn. Thì hẹn gặp lại các bạn ở video kế tiếp. Các bạn nhớ đăng ký để ủng hộ hai mẹ con mình nha. Các bạn nhớ bấm chuông ở phía dưới để khi mà mẹ con Ken có ra cái video mới á thì các bạn sẽ nhận được cái thông báo để mà đón xem. Xin chào. Xin chào. Chúc các nếu ai các bạn người bệnh thì chúc các bạn mau khỏe nha. À, trời ơi. Chị kỳ vậy sao nói bệnh. Chúc các bạn một ngày vui vẻ và tốt lành nha. Bye bye.